Dạ Vũ, xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì giờ Vũ đi lên chỗ nhà của anh Hùng đặng lấy gạo, trả tiền gạo đặng chút Vũ đi phát. Xa trong nhà hả Long? Long giờ Long giao ba cái nhu yếu phẩm, giờ Vũ chạy lên nhận gạo đặng trả tiền gạo ở vựa gạo của chị Thủy anh Hùng ở ấp 3 xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì Vũ nhận đặt 1 tấn gạo ở chỗ nhà anh Hùng. Bây giờ Vũ quẹo lên chợ nè. Thì hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2021. Thì tại tháng này Vũ cho gạo tới 2 tấn lận, thành ra sắp xếp là đi cho sớm 12 giờ đi rồi. Với lúc rày ở dưới Bình Đại trời mưa nữa, tranh thủ đi được sớm, chứ để nhiều khi trời mưa rồi đi không được, không có phát kịp cho bà con. Đây là chỗ bách hóa xanh. Đây là ngay ngã tư, quẹo phải là đi ra cảng cá Bình Đại. Là chỗ Tết bà con bán mai để trưng Tết nè. Hôm nay thì trời không có nắng nhiều, cũng ui ui chuyển mưa. Đây là chỗ quán cà phê Trúc Đào. Sắp tới đây là bệnh viện Bình Đại nè, đây là bách hóa xanh nè, đây là bệnh viện huyện Bình Đại. Đây là chỗ vật liệu xây dựng Lê Tấn nè. Đây là ngay chỗ khách sạn 33. Thế Giới Di Động mới ra.
tới nhà thờ Công giáo Bình Đại. Đây là ấp Bình Thới, ấp 3 xã Bình Thới. Đây có chỗ bán chuối. Đây là chỗ phòng khám của bác sĩ Hoàng nay giờ về đây. Vũ nghe điện thoại một cái. Ở đây có chỗ này bán sữa đậu nành, bán cúc, bán gà ri, bán thỏ nữa. Ở đây có nhà trọ Ngọc Ánh nè. Đây là đường quẹo vô chỗ nhà của anh Hùng với chị Thủy bán gạo nè. Thì nhà của anh Hùng có trồng nhiều sứ với nho. Bữa Vũ có chụp hình nho rồi cô chú anh chị và các bạn có hỏi nho ở đâu, ở đâu trồng. Đây nè, để Vũ quay để cho cô chú anh chị và các bạn xem luôn. Đây là mấy cây nho anh Hùng đang trồng nè. Dưới đây là sứ. Đây là gạo. Dữ quá chừng luôn. La nó anh có khi nào giật đứt dây không nội? Không, không, không. Dữ quá. Dữ quá. Đâu gì đó. Đây là vườn nho của anh Hùng. Bữa Vũ quay cho cô chú anh chị và các bạn xem nè. Đó, ở Bình Đại mà trồng nho được đó cô chú anh chị và các bạn. Cái này rất là dễ trồng. Đây nè, đây có mấy đùm chín rồi nè. Quan thấy đó. Lên lên làm hết đùm đấy. Để bữa em quay cô chú anh chị hỏi hả, ở đâu mà trồng nho được. Vũ nói ở Bình Đại. Đó. Đây là mấy cái đùm này là bữa Vũ chụp nè. Đây nè, hai cái đùm này mới dễ thương nè. Đó. Nè cô chú anh chị và các bạn coi nè. Cái này anh Hùng trồng mới 6 tháng nè. Đó. Cái dây đi lên vậy là có trái rồi. Quá đã luôn. Dạ. Đây dây nữa, dây này cũng có đùm nè, nho này là nho xanh nè. Đùm này là đùm nho xanh nè.
Rồi thôi Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ quay sơ sơ cho cô chú anh chị và các bạn xem. Vũ đi vô nhận gạo đặng Vũ gửi tiền gạo đặng chuẩn bị cho anh Hùng chở xuống nhà đặng Vũ đi phát cho bà con. Dây nào cũng có trái hết ta. Ồ có đùm đằng kia bự dữ nè. Đùm này mấy đùm này nho xanh. Dạ. Yeah. Đây đùm này mới đẹp nè. Đó. Dạ quay mấy đùm này luôn. Dạ. Yeah. Nó đùm này mới đẹp nè, nho xanh, trái dài.